Ủa, chết mẹ tôi rồi. Đúng, không không theo không follow không. Để xem chảy chảy tóc tiếc này. Đầu năm hôm qua hoặc là Tết tôi có hứa với mọi người là sẽ nói chuyện về cái quá trình mà khởi nghiệp từ lúc mà tôi vào nông nghiệp đến bây giờ. Hôm qua quay cái live stream thì thực ra là hôm trước quay cái live stream mà thì các ông ấy toàn nói về cái vấn đề tóc tai của mình thôi. Xong rồi các ông ấy bảo 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 là tã mới thế nọ thế kia. Thực ra là tóc tai với mặt mũi với cả thế nọ thế kia thì nó không liên quan. Nhiều ông thì ông ấy bảo là thể nào mà từ trước đến nay không dám quay mặt. Tôi có trông nó xấu xí đến thế không? Mẹ mặt thì răng khểnh răng kiếc này, răng lanh răng niếc đầy này. Mặt mũi tôi trông như này nó không dạng gọi là nó xấu xí quá. Mà xấu thì làm sao? Các bạn thích xem người người đẹp à? Người đẹp thì thực ra là các bạn không vươn tới. Còn ví dụ như là bạn ấy bảo cái áo này 100.000 với cả 150.000, thực ra là cái áo này là rô đi rô điếc đấy, nó hình như là gần 600 hay là 600 hay gần 1.000.000 ấy, rô đi đấy chứ không phải cái áo áo 150.000 của các bạn đâu. Còn thực tế là cái việc mà như tôi nói cái vấn đề, tôi nói cái vấn đề là nói như thế thì các bạn lại bảo là mẹ thấy áo 150.000 thì không mặc được à, mấy cả áo gì cũng thế. Còn cái trong câu chuyện ví dụ như là tôi nói nó hợp lý mà các ông học được điều gì từ cái lời tôi nói để áp dụng cho bản thân thì đấy là đóng góp của tôi. Còn mặt mũi bố mẹ tôi sinh ra hoặc là do tôi nghiện ngập hay là thế nọ thế kia thì nó xấu thì phải chấp nhận chứ. Các ông vào xem tôi là xem mặt, xem tóc hay là xem cái gì, hay là nghe những lời tôi nói. Còn hôm qua thì tôi nói thật ra là tôi cũng cũng bảo với mọi người là Tết cũng phải nói cho mọi người là cái quy trình. Hoặc nhiều người, rất nhiều người thì người ta nhắn tin cho mình bảo là anh cho em theo với này, hoặc là thế nọ thế kia. Nhưng mà thực tế thì tôi ở trên này này này, tôi hầu như là tôi cũng hướng dẫn hết các bạn, tôi cũng chả giấu cho gì các ông cả. Từ cái tư duy, nhưng đầu tiên cái tư duy của các bạn phải tiến bộ lên đã. Chứ còn như con tôi ở nhà anh kìa, tôi thì Tết tôi chả biết cho nó xem cái gì. Thì xem ấp hút bay này, xem Avatar thì nó quá tuổi, chúng nó không hiểu được. Nó phải hình như từ 13 tuổi nó mới xem Avatar được. Ông mình cũng muốn xem cho chúng nó xem Thủy Hử hay là Thiên Long Bát Bộ hay là Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhưng mà kiểu các con tôi thằng Nguyên nó mới 10 tuổi, nó xem không hiểu. Mình rất là đau đầu ở trong cái vấn đề là cho con xem cái gì. Thằng bé đang dưới nhà toàn xem Chị Ốc mới Bê Quy Thành với cái đéo gì ấy, không muốn chúng nó thế đâu. Đằng sau các ông tưởng vừa rồi à, cái cách đây khoảng 1 năm 2 năm tôi mua cho một loạt các sách tử tế kìa, nào là đạo đức này, trung thực này, xong rồi các gương vĩ nhân này, nhưng nó đéo đọc đấy. Bản thân các ông cũng vậy, bảo là anh ơi cho em theo với, nhưng các ông chịu được cái cường độ của tôi không? Hai cái điện thoại này của tôi đang đang có một loạt video mà đáng nhẽ nếu mà bình thường không nên phát live cho mọi người ấy, là tôi phải cắt video tôi đăng trên 3 4 cái nền tảng. Bây giờ tôi không đăng Zalo và không đăng trên Facebook nữa, tôi Facebook chỉ là những nền tảng video ngắn thôi, bản sốt thôi. Tầm nếu mà một ngày quay nhiều thì nó phải đến 3 giờ sáng tôi mới đi ngủ. Đấy là mới xong việc của cái này này. Còn tôi không biết là các ông idol TikTok mấy các thứ thì nổi thì nó đơn giản lắm, hoặc là thế nọ thế kia nó đơn giản. Nhưng mà cái khối lượng công việc của tôi thì các bạn làm cây chắc có lẽ là không không ấy được. Còn các bạn TikTok khác thì thực ra nó còn cả một đội nhóm cơ. Chứ không phải là có mỗi thằng Lorini Phạm hay là thằng nọ thằng kia. Nó 4 5 người, 5 6 người. Muốn nó dàn dựng video xong rồi nó quay về nó ghép lời ghép nhạc còn bao nhiêu thứ. Nhưng thực tế thì cái mức độ cống hiến ở trong video ấy thì tôi chỉ biết là nó không hợp với tôi thôi. Còn các bạn theo dõi người nọ người kia thì kể cả cái Bit VN hoặc là Hoàng Nguyên Vũ hoặc cái nọ kia tôi không gọi là theo dõi, thì theo dõi Hoàng Nguyên Vũ hoặc là Bit thì nó cứ hiện lên đây thì mình biết là cái tin nào mình đọc, chứ mình không ấn like rồi mình không thả mồm bon bon ở các bài đăng của người ta. Tôi cũng chả bao giờ, chả mấy khi, 1 năm chắc là Hoàng Nguyên Vũ hay Bit nó chỉ đăng khoảng tầm 1.000 bài thì chắc là tôi ấn like được 1 bài 2 bài, tức là người ta tôi thấy là bài nó hay nó giá trị với mình
giá trị với bản thân tôi thì tôi ấn like thôi. Chứ còn có không, tôi thường là các bạn, nói thật ra là các bạn ở trên trên TikTok này này, tôi nói là các bạn thiếu thốn tình cảm thì sợ các bạn tự ái. Ngay cái việc ví dụ như các bạn xem like của một ai đó là lúc ấy có thể cảm giác là các bạn rảnh. Như con tôi nó bảo xem để giải trí. Thế mà mày làm được cái gì mà mày giải trí? Đến mình như này thì cái việc giải trí của tôi thì tôi lại phân ra vừa học vừa giải trí. Nó mình còn làm tấm gương cơ. Bản thân tôi thì tôi vẫn hàng ngày tôi học đấy. Các ông đừng tưởng là mình dừng lại việc học từ năm 20 tuổi hoặc 25 tuổi. Bản thân mọi người nghĩ là 26 tuổi là mọi người hoặc lấy vợ xong là mọi người dừng việc học đúng không? Xong rồi quá trình ấy là đàn đúm với các bạn. Ông thỉnh thoảng hóng hớt được một câu. Nên mạng xem nay này này, hóng hớt được thằng Tuân này nó hoặc góp nhặt cát đá này nó nói khoảng tầm 1 tiếng trời. À, 1 2 câu hay xong rồi ra ngoài bắt đầu thế loại thế kia gọi là chen chiếc các thứ linh tinh. Nhưng thường là tôi không như thế. Cũng đọc, cũng học. Ví dụ như là về tâm linh, giáo dục con cái. 6 tháng vừa rồi ấy, tức là cái năm vừa rồi các bạn sẽ thấy là 6 tháng đầu tiên là ở trên trên Facebook kia kìa thì các bạn mới hiểu, hoặc ở trên cái TikTok mà 24-25 nghìn người theo dõi kia kìa, cũng góp nhặt cát đá nhưng mà góp nhặt cát đá A. Còn tí nữa tôi sẽ đọc bình luận, tôi hôm nay tôi sẽ trả lời các bạn. Thì nó đâu đó là từ Tết năm ngoái đến khoảng tháng 6, tháng 7 mất nửa tháng trời, à nửa năm trời, 6 tháng liền tôi phải xem lại cái quá trình tôi dạy con cái nó như thế nào. Gò nó như kiểu gò hàng bonsai ấy. Thế là tiếp cận với ông Trần Việt Quân ở trên YouTube ấy. Thế là tôi, năm ngoái tôi mới mua cái bộ sách Sống Tử Tế với cả cái gì này này, Gương Vĩ Nhân với các thứ này này, để cho con nó đọc. Nhưng cả nửa tháng, nửa năm sau đấy, về con nó có đọc đâu. Nó không đọc. Xong rồi ví dụ như là Tết thì tôi cho xem Diệp Vấn. Đấy, nó có cái phần ấp hút bay thì là phim hoạt hình như là các bạn biết rồi. Avatar cho nó xem thì nó không hiểu được. Thế là mới bảo là thôi, nó cũng không thể xem Tam Quốc Diễn Nghĩa với Thủy Hử mấy các thứ được. Con lớn của tôi thì thằng cu Nguyên nó học lớp 4. Thằng Khang thì nó kém anh nó 2 tuổi thì nó năm nay lớp 2. Thấy chúng nó xem những cái vô nghĩa vô bổ thì là tôi cũng muốn là cho con nó xem những cái nó có ý nghĩa hơn. Nhưng mà rồi nó cũng không xem. Xem hai cái tập phần 1, phần 2 của Diệp Vấn. Thì hôm ấy đúng vào 30 Tết, mẹ nó bảo là xem Táo Quân. Toàn xem cái đánh nhau chả có ý nghĩa gì. Thế là tôi lên trên này tôi ngồi uống cà phê kệ cho mấy mẹ con nó xem Táo Quân. Một lúc sau thì tôi xuống thì hai thằng cầm hai cái điện thoại về phòng. Con mẹ thì nó chả cái gì, nó bảo là anh không chịu trông con, em thì bận thế nọ thế kia. Thế là tôi mới bảo là Táo Quân mày hay lắm thế nọ thế kia. Thế là nó bảo là mà từ trước đến nay thì tôi không xem Táo Quân. Có xem lại thi thoảng, có xem lại thì ngày xưa thôi. Mà xem lại được tí tí ấy. Tôi cứ nghĩ là bọn nó làm hài nhảm mấy các thứ mà. Thì như rằng vừa rồi hôm nay này hoặc hôm qua thì là cái bọn gì thằng gì nó ở Bít nó bị bắt bởi ma túy hay cái đéo gì đấy. Thì hôm nay lại có vụ Xuân Bắc, hoặc hôm qua với hôm nay lại Xuân Bắc. Thì cái câu chuyện của Xuân Bắc thì giống như kiểu các bạn tung hô hô người ta quá quá thể đáng ấy. Còn cái nhận thức hay cái đời sống người ta thế nào thì nó không ấy. Còn đại ý cho các bạn biết thì thực ra thì Táo Quân thì tôi bảo là nó là cái chương trình hài nhảm, nó hoặc là khi tôi bán cây ấy, nhiều ông cũng bảo là giọng anh giống danh hài đéo gì. Tôi bảo nếu mà tôi quay cái video này mà cứ quay hôm nay mà không bán được, quay hôm ngày mai cũng không bán được, quay ngày kia không bán được thì tôi cũng chả khác gì bọn Xuân Bắc mới Tự Long cái thứ gì. Tức là cái chương trình hài của người ta ấy, xem năm đầu thì thấy hay, người ta cũng sống vì nhân dân, người ta phản ánh những cái thực tế. Nhưng mà cứ năm sau, hôm năm nay nói về táo giao thông hoặc giao thông hoặc các thứ, năm sau nó vẫn y lặp lại. Nó diễn ra là giống như kiểu là nhờn rồi. Cứ năm nay từ người ta quay Táo Quân phản ánh đến cái vấn đề giao thông hoặc là lúp lùm hoặc thế nọ kia, năm sau tình trạng nó vẫn thế, nó còn thậm chí nó còn tồi tệ hơn ấy. Thì tôi bảo là giống như tôi mà tôi quay video cho anh em bán cây ấy, hoặc là mua cây cho các bạn mua cây. Nhưng mà cái đóng góp của tôi nó như kiểu là chương trình hài nhảm ấy. Mình không bán được cây xong rồi năm hôm sau mình lại cầm điện thoại mình ra quay tiếp. Ở trong một video thì tôi có nói cái vấn đề gì rồi. Tôi bảo nếu mà năm nay mà hôm nay mình quay như này mà quay mẫu đơn mà không bán được, mà quay chỉ có diễn trò thôi, thì lần sau mình lại quay thì mình không khác gì các ông diễn hài nhảm ở trên gặp nhau cuối năm cả. Năm nay ông phản ánh như thế hoặc là ông ấy quay như thế, cả khán giả cả nước cười vỗ tay đen đét.
Mẹ năm sau tình huống nó vẫn lặp lại y như thế, mà các ông cứ kiên trì diễn. À, thế là bao nhiêu năm mình có xem đâu, thật sự là tôi không xem. Mà cái nàng hài miền Bắc hay là ngày xưa thì còn xem Vân Sơn Bảo Liêm, nhưng mà lâu lắm mà tôi không xem hài. Tôi bảo cuộc đời của tôi nó như kiểu cái tấm, nó như kiểu một bộ phim hài, nó kéo dài từ năm nọ sang năm kia, nó dài lê thê, việc mẹ thì phải xem hài nữa. Mà thực ra là cái hài của người ta thì nó giống như cái trong 5 năm, 5 năm mà từ cái năm mình tầm 20, 20 đến 26, 27 gì đấy, tôi viết chuyện. Thì các ông bảo là nhà văn nói náo, nhà báo nói phét, thì mình là nhà văn ấy. Mình thì gia đình nó người ta đang sống hạnh phúc, nhưng tự nhiên mình nghĩ đến gia đình hàng xóm nhá. Mình lại cho con vợ nó ung thư, hay thằng chồng nó đi ra ngoài đường ngoại tình, mà gia đình nó đang sống hạnh phúc. Nhưng mình lấy hai cái hình tượng ấy để mình tạo cho nó một cái bối cảnh. Xong rồi bắt đầu con vợ ung thư, thằng chồng thì ngoại tình, rồi thế nọ thế kia, xong rồi dẫn ra thế nọ thế kia. Đấy, kiểu như vậy. Tôi phải lấy hình mẫu của cái người nào đấy tôi gặp ở trên đường này này, hoặc là thực tế này này. Xong tôi gán cho chúng nó những cái căn bệnh thế nọ thế kia, xong rồi đâm chém nhau, xong rồi tự nhiên bây giờ gia đình người ta đang thực tế là đang sống hạnh phúc, nhưng mình nghĩ thế đéo là mình thêm cho thằng chồng nó ngoại tình, thế là xong rồi cãi nhau, xong rồi ly hôn, xong rồi thế nọ thế kia. Xong kiểu gì cũng phải cuối phim hoặc là cuối câu chuyện cũng phải dẫn đến một cái nội dung gì đấy để nhắn nhủ cho các bạn này, kiểu vậy. Thì tôi cũng trải qua cái ý rồi, thì tôi bảo là nếu mà cứ chương trình Táo Quân thì nói chung là người ta cũng phản ánh cái đời sống thực qua một năm rồi, dưới cái nhìn gọi là hài hước. Nhưng mà sau đấy thì giúp ích được cái gì hay là tổng kết được cái gì thì nó mới có ý nghĩa. Chứ còn nó cứ diễn ra hàng năm cứ phản ánh như thế thì tôi thấy là nó cũng gọi là nhảm nhí, hoặc là nó không có nhiều giá trị, thế mình cũng không xem. Nó nhiều khi nó thô. Còn thực ra Xuân Bắc với Tự Long thì chỉ là diễn viên thôi, người ta thuê về người ta diễn, còn thực tế cái nội dung cái cốt truyện là do cái thằng đạo diễn ấy, thằng lên kịch bản ấy. Thì nếu mà cái nó hay ấy thì nói chung phần lớn cái Táo Quân hàng năm nhá, nếu năm nào nó hay ấy thì phần lớn chúng ta phải công nhận cái thằng viết lên kịch bản ấy, thằng đạo diễn ấy, thằng viết lên kịch bản ấy. Giống như kiểu các bạn nghe bài hát đúng không, cái bài này Đàm Vĩnh Hưng hát, các bạn chỉ biết mỗi Đàm Vĩnh Hưng thôi, hâm mộ Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng phải biết là cái bài hát ý Đàm Vĩnh Hưng nó hát, đừng hâm mộ của Đàm Vĩnh Hưng. Bài ý Đàm Vĩnh Hưng hát hay, lời nó hay, ý nghĩa. Thì các bạn phải phân biệt, các bạn phải tách ra phần lời, phần nhạc là của thằng tác giả. Thế là tôi toàn hâm mộ tác giả thôi. Anh Tuấn Khanh này, xong rồi cái tác giả đằng sau cái bài hát này. Ông gì mà đấy, mà vừa rồi Hồ Hoài Anh ấy, cũng nhiều bài mình cũng thích. Nếu mình thích cái thằng người tác giả ấy, người ta viết lên cái bài hát ấy, lời, ý nghĩa. Xong rồi ví dụ như các bạn gọi là chống phá rắc riếc gì rắc 97, nhưng tôi thấy ví dụ như bài Sóng Gió ở các thứ linh tinh, tôi nghĩ là năm 96 nó hình như nó nên sinh năm 96 hay 97 nhỉ. Tôi nghĩ là với một cái bạn mà sinh năm chín mấy ấy, người ta kém mình hàng 10 năm. Năm nay tôi hình như là bạn ấy, em ấy có 26 27. Nhưng mà những cái bài khi mình nghe những cái lời bài hát như thế, đấy là rắc nó hát cụ lại bài hát của nó sáng tác hay gì ấy, thì tôi bảo là mẹ với cái lứa tuổi nó viết được những cái bài ấy là cái mức độ nó trải đời này, xong rồi nó các thứ là nó tốt. Còn ví dụ như có những bài ví dụ của Phan Mạnh Quỳnh, còn ai hát thì tôi không biết, người ta hát nếu mà cái biểu cảm hoặc cái giọng hát của người ta thì mình thấy thích cái giọng hát hoặc cái nội lực bên trong cái lời bài hát nó nhấn nhá như thế nào nọ thế kia. Còn thực ra phần lời là các bạn phải rõ ra là phần lời hoặc phần nhạc là của ông này, thì là các bạn thích bài hát ý thì các bạn phải tôn trọng cái người, hoặc là các bạn phải nhìn lại cái đóng góp của người ta như thế. Còn cái phần trình diễn thì như Xuân Bắc với các thứ, thì còn cái phần kịch bản của chương trình Táo Quân, nếu mà Táo Quân thành công thì tôi phải nói thật ra phải 80% hoặc ít nhất cũng 70%, không thì thôi các bạn 50% của cái ông đạo diễn ông viết kịch bản. Còn lại Xuân Bắc với Tự Long thì thực ra thì do Xuân Bắc Tự Long là nổi tiếng thôi, chứ còn nếu mà giao cho tôi thì tôi cũng diễn được như thế thật. Tôi còn nhiều khi tôi còn đấy hơn, nhưng chẳng qua là đạo diễn hay thế nọ kia thì thấy Xuân Bắc là người ta có ảnh hưởng hơn thì giao cho những cái vai này vai này ấy. Đấy, rồi nhiều bộ phim cũng vậy, khi các bạn thích thì các bạn cứ thấy là anh nọ anh kia. Nhưng mà tôi không phủ nhận là đôi khi là cái nội dung nhá, cái nội dung nó là một phần, những cái diễn viên ấy nó cũng truyền đạt rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi là ví dụ như là vừa rồi mình xem cái bộ phim mẹ gì nhỉ, xem cái bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhưng mà có cái nhân vật mà vai hình như cái bản gần đây nhất này, bản mà do ông Quan Vũ, nhưng mà do cái ông nào ông đóng ấy, nhưng mà cái mặt cái mũi mấy cả các thứ này không được tuyển chọn hay gì, mà Quan Vũ như thằng ăn mày. Thì là nói chung là mọi người cũng phản ánh lại
trong cái giai đoạn tuyển nhân viên ấy, à tuyển diễn viên, là các bạn phải xem ra nhân vật nào cho nó phù hợp. Không phải là ví dụ như mà đóng Đường Tăng ai cũng có thể đóng được. Còn ví dụ như là đóng Nam Tào hay Bắc Đẩu thì ngoài Xuân Bắc ra thì có những diễn viên nào nó hợp lý hơn, nó có chất hài hoặc thế nọ kia. Còn rõ ràng là ở miền Bắc mình thì nói chung là người ta cũng chỉ tuyển chọn được mỗi Xuân Bắc vào cái vai thôi. Nhưng khi mọi người xem vào thì mọi người phải tôn trọng lại, phải nhìn lại. Đôi khi khi một bài hát cất lên cũng vậy, mọi người xem trong cái người trình diễn, cái người ca sĩ ấy, thì đôi khi là cái giới trẻ hoặc các bạn đang xem, hoặc bản thân tôi thì tôi không bị nhầm lẫn cái ý. Tôi không bị đánh đồng giữa bài hát và đời sống của ca sĩ. Tôi thích ca sĩ, tôi thích cái bài hát ý do ca sĩ trình bày. Tôi không đánh đồng cuộc sống của ca sĩ ý. Ca sĩ ý, nó có đời sống riêng tư, nếu mà nó không vi phạm pháp luật mình cũng chả can thiệp. Bọn biết biết nó cứ đăng nọ đăng kia tôi cũng chả can thiệp. Tôi bảo tôi thích ca sĩ ý ở cái bài hát ý. Khi người ta dính đến ma túy hoặc ma tiết thì đấy là anh sai với pháp luật. Tôi chỉ thích nghe cái bài ý do anh trình diễn thôi, chứ tôi không bị đánh đồng ở cái lĩnh vực ý. Tôi ở trong cái ông mà ông Jürgen Klopp ấy, ông cũng là người đáng tôn trọng. Ông ấy đợt ý là hỏi về cái vấn đề chiến tranh hay cái đéo gì ấy. Ông bảo là nếu mà các bạn hỏi tôi về vấn đề bóng đá thì tôi là chuyên gia. Nhưng mà nếu các bạn hỏi về vấn đề chính trị thì đi hỏi người nọ người kia, tôi có biết gì đâu. Tôi cho nên tôi không nói. Nhiều ông cũng thế, ví dụ như ông Niu Gù ấy, ông đóng vai Niu Dung ấy, Niu Gù ấy. Ông ấy không nhận một quảng cáo gì, tôi xin lỗi nếu mà tôi nhớ nhầm nhá. Nhưng mà đại ý tôi đọc được, tức là ông đóng vai Niu Dung ấy, ông ấy không nhận bất cứ một quảng cáo nào trên truyền hình hay là trên YouTube hay gì đấy. Ông ấy bảo là sợ cái người xem ấy sẽ bị đánh đồng giữa cái hình ảnh cái nhân vật Niu Dung và cái quảng cáo ý. Tôi chỉ làm tốt vai Niu Dung trên màn ảnh thôi. Còn khi hôm nay tôi đóng cái quảng cáo này đừng có nhầm lẫn, cho nên ông không nhận quảng cáo. Đấy là nói chung là những cái người ta đáng kính. Chứ còn đôi khi là cái bản thân các bạn cũng vậy, dễ bị nhầm lẫn, cho nên là đôi khi là bà già tôi xem quảng cáo mà do ông nọ ông kia làm diễn viên xong rồi quay là thuốc thế nọ thế kia ấy, bị đánh nhầm. Nhưng mà rõ ràng là người ta quảng cáo, người ta phải chọn những cái người có sức ảnh hưởng chứ không bao giờ ấy. Nhưng mà tôi lại không bị nhầm đâu mà. Mẹ có ông giời bây giờ có quay quảng cáo thì tôi cũng vẫn phải dùng thử, hoặc là tôi phải có tin hay không. Nếu mà thuốc nó tốt thật thì chắc là người ta cũng không phải quảng cáo như thế này hay thế nọ thế kia. Tức là mình nhà tôi ba đời xong rồi các cái diễn viên Vân Dung hoặc thế nọ kia người ta đóng hoặc thế nọ, nhưng mà dễ bị dễ đánh lừa những cái bạn, nhất là những ông hay bình luận là tóc tiếc của tôi này, là các ông đang để ý cái vẻ bề ngoài, không nhìn đến nội dung tôi đang nói cái vấn đề gì có đúng hay không. Nếu mà áp dụng vào bản thân các ông thì có hiệu quả, có lợi lạc hay không? Các ông chỉ để ý vẻ bề ngoài thôi mà. Mà về vẻ bề ngoài thì các ông nghĩ là tôi đẹp thì tôi đẹp trai thì tôi mới nên like, hay là tôi đẹp trai thì các ông mới ngủ với tôi à? Hay là được cái gì? Thật, kể cả các bạn theo dõi Phương Hằng hay là cái đéo gì, bọn siêu mẫu, các bạn theo dõi chúng nó để cái gì? Để các bạn học tập, để bổ dưỡng kiến thức cho bản thân. Hay các bạn theo dõi chúng nó để làm gì? Để ngắm nó, ngắm mất thời gian vào phim sách mà xem. Điều nhiều đứa đẹp hơn nhiều, hở luôn ý. Nhưng mà tôi cũng không hiểu là tại sao là các bạn theo dõi những cái hoa hậu, hoa hiếp để làm gì. Thì có đôi khi các bạn ấy lại bảo giống con tôi ấy, xem để giải trí anh ơi, à xem để giải trí bố ơi. Tôi bảo các bạn đã làm được cái gì mà giải trí? Đôi khi là tôi bảo với con tôi thế thật. Còn tôi không theo dõi những cái bọn ý, tôi không theo dõi người ta, cả cái TikTok, cả Facebook hoặc các thứ linh tinh, cái trên YouTube, cái tất cả luôn. Tại vì một phần là mình cũng không có thời gian. Thì các ông này hỏi là làm gì mà không có thời gian? Học chứ làm gì? Xong rồi tìm hiểu về những cái vấn đề mà mình còn thiếu sót, về kinh tế, về kinh doanh, bao nhiêu thứ cơ mà. Mình cũng, thứ nhất mình không phải là giả vờ đâu, nhưng đôi khi là mình học như này thì con cái nên một phát là thấy bố không chơi game, chơi ghiếc, hoặc là không tệ lạn, không ấy các thứ. Còn đơn giản khi mọi người nghĩ, gọi là cái, nó gọi là cái mẹ gì, kể cả là cái tứ diệu đế, là tám nỗi khổ, sinh não bệnh tử, xong rồi cầu bất đắc, ái biệt ni, oán tăng hội, hoặc các thứ linh tinh, là do mọi người thừa thời gian nhiều quá. Và đến khi mà, đôi khi thì cái việc giàu của các bạn ấy, giàu của các bạn thì có thể là do kiếp trước các bạn tu hành tích đức hay thế nọ hay kia, hoặc cái kiếp này của các bạn là các bạn đang xài cái kiếp của cái phúc đức của cái kiếp sau,
Vừa rồi xem cái kênh của cái nội dung cái bài gì của Tranh Đá Quý Tân Phú Khánh ấy, nó nói về cái vấn đề nếu mà ba lượng vàng với bốn lượng phúc hay cái gì ấy, tức là các bạn muốn có ba lượng vàng thì các bạn phải có bốn lượng phúc để các bạn cân đối với cái số tiền ý thì các bạn mới gánh được. Chứ còn đôi khi nếu mà các bạn mà giàu quá xong rồi cái còn tôi thì tôi cũng quan niệm nó đơn giản thôi, mà cái sự mà kiếm nhiều tiền hoặc cái giàu của các bạn ấy nó được trả bằng cái mức độ đóng góp của bạn cho cộng đồng, nó chỉ có thế thôi. Mà còn đôi khi các bạn đóng góp nó không đủ nhưng mà các bạn nhận nhiều quá thì mai sau các bạn sẽ khổ thôi. Thật, ôi rồi lại còn đeo kính nữa. Các ông cứ ủng hộ sao mấy à, ủng hộ mấy cái kia để làm cái gì, TikTok nó thu một nửa. Ví dụ như tôi được 100 đô thì TikTok nó ăn 100 đô. Với cả nói chung là không không giải quyết cái gì đâu. Mà ngày xưa các ông cứ bảo là mình đánh cờ, các ông cũng bảo là em xin phép ủng hộ anh thế nọ sao xiếc cái gì ấy. Tôi bảo mẹ toàn thằng nghèo đi ủng hộ thằng giàu. Tôi nói thật ra là như các bạn thì mình nói thì sợ là các bạn bảo là mình tự kiêu mới thế nọ thế kia, nhưng mà thực ra thì bây giờ tiền nhiều thì nó cũng giống như hôm qua thôi, hôm trước tôi có nói rồi. Tôi mà bây giờ đánh cờ mà lên tầm 1.600, 1.700 là tôi toàn xóa cái ác cặc đi, tức là xóa cái tài khoản đi để đánh lại. Đánh lại đấy là nếu mà tôi đánh cờ. Hôm trước thì có thử phát cờ trên TikTok rồi. Nhưng mà đấy, nhiều bạn thì cứ cứ hỏi tôi là cách đánh cờ như thế nào thì tôi không có chỉ. Tôi bảo trên TikTok à, trên YouTube thì có những cái kênh ví dụ như dạy cờ tướng online này, xong rồi cờ tướng Trần Quyết Thắng này, xong rồi Nại Lý Huynh này, xong rồi cái đéo gì đấy cờ tướng đam mê này, thì các bạn có thể theo dõi và các bạn có thể xem những cái quan trọng giống như cái việc là cái người xuất khẩu lao động đầu tiên ở nước mình ấy. Trước 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 Bác Hồ thì tôi không biết, nhưng mà Bác Hồ là người xuất khẩu lao động đầu tiên theo như mình ý hiểu như thế. Thì các bạn ấy hay hỏi tôi là tôi xuất khẩu lao động à hay thế loại kia, thì ở cái video trước tôi có bảo là các bạn phải sang xuất khẩu lao động ấy, thì nó đơn giản mà giống như kiểu là các bạn đang ở trên miền ngược các bạn về Hà Nội, thì là từ cái nơi mà kém phát triển hơn đến cái nơi phát triển hơn thì các bạn phải học được cái tư duy để các bạn về áp dụng cho bản thân để các bạn giàu hơn lên. Chứ các bạn bây giờ như là bọn em tôi ba bốn thằng nó đi Nhật rồi, tôi cứ trước khi đi nó cứ hỏi mình thế nọ thế kia, thì tôi bảo mày sang đấy mày học cái tư duy của người ta. Xong cái thứ hai nữa là xem bên ấy có những mặt hàng gì ở bên Nhật mà mày làm được thương mại bán cho bà con ở Việt Nam, thì mày mày vừa đóng góp cho bà con Việt Nam, cái thứ hai mày tạo ra một cái, biết đâu mai sau mày hên hên thế nào mình tạo ra một cái ngành hàng, hoặc là mày kiếm tiền xong mai sau lại tạo ra một cái xu hướng ấy. Chứ còn nếu các bạn đi xuất khẩu lao động cứ chăm chăm là đi theo kiểu tức là nó tuyển ấy, tuyển theo kiểu là cái thằng đéo gì cái gì mũ cối tiến mũ cối mũ kiếp ấy, các bạn đi sang đấy xong rồi chỉ có chăm chăm đi theo cái đơn hàng là nông nghiệp, sang đấy chỉ chăm chăm làm nông nghiệp cho thằng chủ, hết thời hạn là các bạn đi về. Tiến mũ cối nó còn tiến bộ là nó sang đấy nó còn quay TikTok TikTok để nó nổi tiếng về, nó còn bán bao cao su hay bán các thứ đấy. Tôi bảo rồi mà, tôi trêu tôi bảo mấy các ông là khi tôi nổi tiếng tôi không bán cây cảnh, tôi có thể bán bao cao su có gai các ông mua thôi. Cái người ảnh hưởng nó khác. Tại sao mà các cái chuyên mục quảng cáo không gọi các bạn đi để các bạn quảng cáo? Các bạn rẻ hơn nhiều so với Xuân Bắc với Tự Long. Nhưng mà nó thuê bọn Xuân Bắc với Tự Long hoặc là thuê ông nọ ông kia để đóng hoặc là xuất hiện ở cái video sản phẩm ý. Nó thu hút cả cái tệp khách hàng. Giả sử như tôi nhá, ví dụ như ông nào thuê tôi đóng quảng cáo là quần lót hay là bao cao su có gai, là các ông ấy sẽ tiếp cận đến 17.000 người đang theo dõi tôi ở cái TikTok này. Còn bây giờ thuê một cái ông mà chưa có một ai theo dõi thì nó rất là khó, đúng không? Người ta từ người ta lấy hẳn một cái tệp khách hàng của tôi đang có. Cho nên các bạn cũng ví dụ như làm một kênh YouTube hoặc một cái kênh TikTok hoặc là một cái kênh Facebook, nhưng mà hiện tại bây giờ là TikTok là nhanh nhất. TikTok bây giờ là nhanh 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 nhiều người theo dõi nhất, đôi khi là nó cứ ấn lại thôi, chứ còn khi cái lượng người theo dõi nó không quy kết đến cái vấn đề thu nhập đâu nhá. Lượng người theo dõi 100 hoặc 1 triệu hoặc 3 4 triệu, nhưng chủ yếu cái phân khúc khách hàng của các bạn là như thế nào. Nếu bây giờ mà cái kênh TikTok của tôi thì tôi được cái tự hào là tôi không chạy quảng cáo, cho nên những người theo dõi tôi là những người thật, những người thật. Tôi đôi khi là tôi có bảo các ông là đúc đúc vào màn hình xong rồi chia sẻ mấy cái thứ thế đâu. Mẹ nhiều khi mình cục nên mình còn đuổi ấy. Như cái thằng của mẹ kia mình còn chặn đi. Chặn vừa rồi cái Tết là tôi mở đấy, chứ cứ mấy tháng mình chán chán mình mở ra xem là thế nào thì mình mở cho bọn nó. Chứ còn theo như là giáo lý nhà Phật thì ai ai cũng là chúng sinh, nhưng mà nhiều khi mình cũng bảo mẹ đéo hiểu bọn này chúng sinh ở đâu đến mà chúng nó quấy kinh khủng luôn.
đuổi đi, xong rồi nó cứ thế kiểu như thế nhá. Tôi mới bảo là thế bọn này nó như kiểu là kiểu thiếu thốn tình cảm ấy. Ôi, nhiều khi là mình đây thì bận. Tôi nói thật ra là các ông gọi điện thoại theo tôi còn để im lặng từ hôm 30 Tết đến hôm tận hôm nay. Để im lặng ở cái điện thoại các ông đang ấy này. Bao nhiêu tin nhắn chúc mừng sinh nhật, chúc mừng năm mới tôi đã cảm ơn, mấy tôi đã kiểm tra đéo đâu. Kệ. Bây giờ mà kiểm tra một phát là chỉ cần bảo em cảm ơn nào, thế là hai thằng lại nói chuyện lại hết ngày. Cho nên khi tôi nói với các bạn này, tôi bảo là tại sao mà các cái bít biết các thứ mà tôi theo dõi chỉ để theo dõi thôi. Nó đăng bài nào thì khi mình mở ra mình thấy mấy cái bài này thì mình không quan tâm thì lướt 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 lướt, thấy nội dung thì mình đọc. Chứ còn mình không không còn, nếu mà nó có ích cho tôi thì tôi ấn like. Tôi ấn like thôi. Nếu mà cái nào mà nó phải hay lắm ấy, nhưng mà ít khi bọn bọn Hoàng Nguyên Vũ mấy cả bọn bít biết các thứ mà để tôi chia sẻ lắm. Tôi không chia sẻ những cái ý. Nó phải đặng đến cái mức như thế nào thì mình mới chia sẻ. Thật chứ mình không phải là, tôi không phải là theo cái kiểu là nếu mà mình học được cái nào hay ấy, là bố giữ cho riêng mình. Không không, mình không phải thế. Cho nên tôi vẫn bảo các ông là cái, ví dụ như là các ông muốn làm TikTok hoặc các thứ linh tinh thì các ông theo dõi những cái người, người ta nắm người theo dõi để các ông học theo cách làm nội dung như nào, có theo cái hướng hay không. Còn đơn giản như là các bạn muốn làm về nông nghiệp, muốn làm TikTok về nông nghiệp, các bạn phải theo dõi những cái người, người ta có nhiều người theo dõi ở trên TikTok theo cái hướng nông nghiệp ấy. Đấy, các bạn có thể làm theo. Chứ còn đôi khi bây giờ các bạn đang chuyên mục của các bạn là nông nghiệp nhưng thấy bọn lô hoặc là cái bọn đéo gì nó, bọn chọc bia gấm gấm cami, xong các bạn cũng ra xong cầm cơ xong chọc chọc như này, nó đi ngược thế mạnh của các bạn như thế nào thì theo dõi những cái người nó cùng làm cái mảng ý để xem người ta làm nội dung như nào. Ngày xưa nó còn dạy, tức là cái bọn ở trên TikTok nó dạy là ví dụ như là tôi đang nói như này, các ông gắn tai nghe ở một điện thoại khác, các ông gắn tai nghe một điện thoại khác, các ông bật live stream như này, xong cứ nói y hệt như tôi như này là các ông sẽ nổi tiếng như tôi, hiểu chưa? Nhưng mà đấy nó dạy như thế, tức là các ông có thể bật cái live stream của tôi như này, các ông gắn tai nghe vào, xong rồi điện thoại kia các ông tự các ông bật live stream lên, xong các ông nói như tôi. Nhưng mà nói chung là làm cái gì nó cũng thế, nó phải kiên trì, nó phải bền bỉ cơ. Anh em ở tôi ấy, như anh em nó là thiếu cái sự kiên trì, mà tôi thấy hầu như phải đến 99% là thiếu cái sự kiên trì. Cho nên 1% người giàu là chẳng qua người ta bền bỉ hơn các ông thôi. Thật, người ta bền bỉ hơn, người ta nỗ lực hơn. Mỗi ngày người ta nỗ lực ít nhất nó cũng bằng. Nhưng mà thường là những cái người nỗ lực như tôi chẳng hạn, tôi phải hôm 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 nay tôi phải nỗ lực hơn hôm qua. Không 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 bằng đâu, thật phải nỗ lực hơn. Cho nên là đôi khi cái gì nó cũng có cái trả giá cả. Như ông Edison ấy, ông nổi tiếng là tại sao? Có phải là ông ấy thử một phát ra cái bóng đèn được luôn đâu. Ông ấy 999 lần thất bại. Xong rồi mới một lần ông ấy ra một cái ấy, một cái dây tóc nó phù hợp. Nhưng mà bình thường 99% con người chúng ta là không không chịu được cái sự kiên trì như vậy. Nỗ lực, kiên trì, bền bỉ. Tôi đảm bảo luôn các ông ấy. Đảm bảo luôn các ông luôn. Xem giải trí thì các ông rất nhanh. Và xem ngày qua ngày được. Theo tiếng được luôn. Con tôi bảo nó học, nó không học đâu mà. Đọc các cái quyển sống tử tế hoặc câu chuyện này, xong rồi con đúc kết cho bố là câu chuyện này nó nói nên điều gì. Các ông xem tí thì chán ngay. Mình mà không có đấy là thôi. Bố lại mở TV. Thường là mọi người thích theo cái sở thích của các bạn. Mà rõ ràng là giải trí thì nó sẽ nhanh hơn. Và nó không bị áp lực. Nó không bị một cái gì. Nhưng việc học, việc việc nó tốt cho bản thân, cái đầu với cả công việc thì chúng ta không làm. Thích xem giải trí cơ. Anh em chúng nó kể cả ấy các thứ ấy. Nhiều khi thì nói thật ra là nói cho mọi người thì đôi khi là trong cuộc sống nó cũng rất là nhiều cái. Tôi đấy là cái mà mình nhận ra. Mình nhận ra là như thế. Nông nghiệp cũng vậy. Trong cái bài kia thì thực tế này, như bạn ấy bảo ấy. Bạn bảo là làm nông thì mãi mãi nghèo, làm nông nghiệp này này. Cái nghèo nó sẽ theo các bạn mãi mãi. Thì có lẽ là tôi bảo là thiếu, các bạn là thiếu cái sự kiên trì. Nhưng mà nếu mà kiên trì mà cần cù ấy thì mẹ con trâu con bò nó sẽ giàu nhất cái hành tinh. Tại vì nó cần cù mới nó kiên trì. Nhưng mà cái rõ ràng là các bạn cần cù mới kiên trì thì nó giàu hơn các bạn ở hôm nay. Nếu hôm nay các bạn đang nghèo, các bạn chỉ cần cần cù mới kiên trì thì các bạn sẽ giàu hơn cái thằng bạn này. Tôi hôm nay tôi như thế này. Các bạn đang xem này nhá. Nếu các bạn bây giờ tôi nghĩ các bạn là thiếu cái sự cần cù, cái sự kiên trì. Đấy, tất cả anh em chúng nó cũng vậy.
đăng một cây mọc nha, hôm nay đăng, ngày mai đăng, mẹ ngày kia đăng, thôi đăng có ai hỏi đâu mà đăng, thiếu cái sự kiên trì. Nhưng mà nó lại quay đến cái vấn đề nếu mà kiên trì mới cần cù mà giàu được thì con trâu con bò nó giàu hơn các bạn nhiều rồi, nó giàu nhất hành tinh rồi, thế nó còn thiếu cái gì? Nó thiếu cái gì? Thiếu những cái sự sáng tạo, còn máu liều, còn bao nhiêu các thứ nó hội tụ. Nhưng tôi chỉ bảo là cái sự giàu có này, mình trải qua rồi mình biết. Cái giàu chẳng qua là do các bạn phục vụ cộng đồng, đóng góp cho cộng đồng thì các bạn sẽ nhận được thành quả. Nên cầu bất đắc thì thực ra là như ông ấy bảo là cầu, tức là trong cái bao nhiêu nỗi khổ ấy, khổ tập diệt đạo đấy, tức là tứ diệu đế đấy, thì nguyên nhân của nỗi khổ thì là có sinh não bệnh tử. Nhưng mà ông đéo gì nhở, ông Ngô Minh Tuấn ông nói cái vấn đề sinh là khổ, là các bạn thử sinh đi xem các bạn có khổ không là sai. Chúng ta bản chất chúng ta sinh ra chúng ta đã khổ rồi đấy, sinh não bệnh tử này, oán táng hội này, ái biệt ni này, cầu bất đắc này, ngũ âm xí thạnh này, thì các bạn cầu giàu có. Nhưng mà thực ra là như cái thủy ngày xưa nó theo cái đạo đéo gì nhỉ, năm ngoái nó theo cái đạo gọi là đạo luật hấp dẫn, xong rồi hôm qua nó cứ đéo biết cái kinh gì ấy, kinh Nai Ma hay là kinh gì, tức là tôi biết ở trên mạng này chúng nó cứ ghi âm kinh theo tiếng Phạm này. Tôi bảo tổ sư mày không biết tiếng Phạm, cứ nghĩ trong đầu thôi, còn kệ nó tu thì nó nghiệm. Mấy cả nó ngày xưa nó theo cái luật hấp dẫn ấy, thì tôi bảo mẹ mày làm thì đéo nghĩ đến việc tạo nhân, làm ra cái nhân, toàn nghĩ đến quả. Ngày nào cái quyển sổ của nó ghi là tôi sẽ là người có 200 triệu này, ngày mai tôi tháng này tôi sẽ có 400 triệu này, 500 triệu này. Tức là nó theo cái luật hấp dẫn này. Nó ngày bé đéo nào nó ghi thế. Tôi bảo mày mà ghi như thế mà nó thành hiện thực thì thôi bố ở nhà. Tôi bảo tôi ở nhà. Tôi đéo đi làm nữa. Hôm sau nó lại bảo anh đi làm đi. Mà mày theo luật hấp dẫn thì cứ ghi như thế là được. Nó bảo đấy các ông theo cái gọi là luật hấp dẫn này. Tôi bảo làm thế nào thì làm, tôi trải qua rồi. Các ông phải làm nhân, tạo ra cái nhân thì nó sẽ thu quả tương ứng. Còn đôi khi cái cầu của mọi người, tôi bây giờ đến giai đoạn này tôi không cầu. Tôi cũng chả mong các ông theo dõi hay là mua cây để làm cái gì. Nhưng mà rồi đến một lúc nào đấy thì các ông thấy tôi nói như thế áp dụng cho bản thân mọi người thấy có lý, là mọi người phải tự động mà theo dõi thôi. Tự động mà theo dõi, mua cây cũng vậy. Các ông đi mua cây đi. Vừa rồi bị lừa cọc rồi những cái thứ rồi lại nhớ lên tôi. Còn về nàng hoa Xuân Quan hay Văn Giang mua một lần có thể rẻ. Xong rồi mua ít thì nó cũng thế thôi mà. Xong rồi lại giống câu chuyện là hai vợ chồng nai nhau từ Hà Nội sang bên Bát Tràng để mua hai con tò he trị giá ở đây có 20.000. Nhiều khi là tôi bảo rồi, hai vợ chồng này là háo hức lắm ấy, ở địa phương các bạn mà, ở địa phương anh chị mà có người ta bán 30.000 một con tò he là các anh đỡ phải sang Hà Nội mua. Nhưng mà nếu mà bình thường mọi người cứ về làng hoa cây cảnh hoặc mua trên mạng đấy, cứ bị lừa cọc mấy lần hoặc là mua cây xong rồi cứ mua cây nọ xong nó gửi cây kia, xong rồi nó gửi đến thì bầu ra một bầu cây ra một cây, thì các ông lại quay lại nhớ đến tôi. Dù là các ông cũng chưa mua của tôi, nhưng mà cái điều ấy tôi đã nói rồi các ông mới lại nhớ đến. Chứ còn nếu mà ví dụ như là tôi bây giờ thì thực ra là bao nhiêu năm mình làm ấy, mình phục vụ cho những cái khách quen, khách tin tưởng mình. Cái thủy nó nay chim mà tôi cũng chưa cho các ông xem Tết nó bán mộc bao nhiêu này. Xong rồi thực ra thì cái vấn đề mà như tôi nói ấy, nó đang xa đà quá, nó đang đi xa. Thì là đầu tiên là cái vấn đề là nó là luật hấp dẫn của cái thủy. Không biết là nhiều ông đang xem live này có theo cái đạo gọi là đạo luật hấp dẫn hay không. Nhưng mà sơ qua thì tôi cứ thấy quyển vở nó ghi là tháng này ngày này này tôi sẽ có 100-200 triệu, tháng này ngày này tôi sẽ có 100 triệu. Đấy là gọi là nó là luật hấp dẫn ấy. Tôi bảo nếu mà một luật hấp dẫn như của mày thì tao đéo phải làm cái gì cả, thôi tao ở nhà tao ngủ. Hôm sau chán lại bảo mình đi, không có anh em đi buồn như thế loại kia. Mày ghi luật hấp dẫn thì kiểu gì đéo thì nó trở thành hiện thực. Nhưng mà tôi bảo là tôi mới bảo với nó ấy, mày làm mày cứ nghĩ đến cái quả, cứ làm nhân đi, gây nhân đi. Nhân quả tức là như thế này, nguyên nhân và kết quả. Mọi người cứ nhìn vào cái kết quả. Mọi người có gây nhân đâu, cố gắng đóng góp. Đầu tiên là phải hiểu về nó đã. Tôi bảo là đứa cháu bên kia nó cứ bảo bán mỹ phẩm như cháu nó khó hay thế loại kia. Thì tôi bảo là mày bây giờ mày thích bán cái gì cũng được. Nhưng mà hãy thử trải nghiệm cái sản phẩm. Nếu nó tốt thật sự với bản thân mình nữa nhá. Đầu tiên là tốt với bản thân mình, giá nó hợp lý thì mình mới giới thiệu.
đây bán mỹ phẩm nhưng đéo bao giờ dám dùng. Thì bán nó mắc thật, nó cứ lên mạng nó nói hoặc là như các bạn bán mỹ phẩm ấy, thuốc giảm cân hoặc mỹ phẩm trắng da tốt thế nọ thế kia, đéo bao giờ dám dùng. Giống như câu chuyện rau sạch, ông chú tôi rau sạch đây, vừa mới phun hồi sáng à, vừa phun hồi sáng thì bây giờ sạch rồi, nhưng mà nhà thì cứ hai luống, một bên là phun một bên thì không phun, bên này nhà dùng còn bên này mang ra bán. Rau sạch đi, vừa phun hồi sáng chưa đã mang ra bán rồi đấy. Còn đơn giản cái cách các bạn kiếm tiền hoặc thế nọ thế kia cũng vậy. Các bạn xem nội dung của tôi chán thì thực ra là có cái sản phẩm nào tôi cũng theo nêu cái ưu nhược điểm, thực ra là mình cũng né ra một tí thôi. Chứ còn bán hàng Tết chẳng qua tôi nói toẹt mẹ lên là cây bưởi này chỉ có chơi có mấy ngày Tết các ông mua phí tiền, thì anh em nó làm quất làm bưởi làm đào chúng nó đánh cho tôi bỏ mẹ đéo có đường về. Mình phải tránh cái trường hợp là mua cái loại này chỉ có sử dụng mấy ngày Tết thôi thế nọ thế kia. Còn các ông, tôi ở trong video tôi nói rõ rồi, các ông đừng có ngây thơ nghĩ là nào hôm năm nay các ông mua quất mua đào mua bưởi, năm sau lại có cây quất cây đào cây bưởi để chơi sang năm, xong rồi mấy năm nữa vẫn chơi như thế. Có cái con củ kẹt ấy, mẹ năm sau mà ví dụ hôm năm nay các bạn mua đào để năm sau mà có cái cây đào ý nó còn sống lại là một chuyện nhá, nó không chết tay chết cành là còn may. Cái thứ hai là để cho cái cây đào ấy nó nở hoa vào đúng cái gì bị làm sao được. Tôi bảo các bạn ngây thơ thế. Tôi cũng nói đây là tôi cũng nói, tôi bảo nếu các bạn mà cứ mua một cây đào xong năm sau nó to hơn xong nó đẹp hơn hoặc năm sau nó lại như thế này, thế thì bọn tôi chả bán được cho ai. Chúng tôi chả trồng đào làm gì, còn cũng không mong là các bạn không mong là mua cây đào về xong rồi các bạn lại chết hoặc là thế nọ thế kia. Nhưng thực tế là cái gì nó cũng đi vào chuyên môn thì nó mới làm được. Chứ còn các bạn mua đào mua quất năm nay thì năm sau các bạn lại phải mua. Chứ còn nếu mà các bạn về các bạn phải xem những video của tôi hướng dẫn là tuốt lá tầm nào cho ăn như thế nào tưới như thế nào thì năm sau các bạn có thể có một cây đào như thế. Nhưng mà phải cố gắng lắm, phải kiên trì. Nó lại còn cái vấn đề kiên trì. Còn cái thứ hai nữa là sau cái luật hấp dẫn là các bạn, tức là các bạn làm một cái việc gì đấy, đừng nghĩ đến kết quả. Tức là tiền các bạn thu được, tiền các bạn thu được, tức là cái kết quả ấy, các bạn phải gây cái nhân. Nhân tức là cái khi các bạn gieo hạt gọi là gây nhân. Mai sau thì quả nó tung tóe trên trời này, cứ thế há mồm ra mà ăn. Nhưng mà lúc ấy nhiều khi là cái nhân, cái các bạn gieo nhân đủ rồi, cái quả nó rơi vào đầu các bạn phải từ chối nhặt cơ. Đấy, từ chối nhặt cơ. Nhưng mình bây giờ nói thật là tôi bây giờ tôi cũng khá là tự do. Tự do là như nào nó cũng không phải là như các bạn nghĩ. Là cứ có nhiều tiền nó mới là tự do. Tự do trong hành động, trong lời nói, cái suy nghĩ của tôi không bị được như thế nào. Đấy, còn cái nơi nào mà ví dụ như tôi không thoải mái, tôi không tự do, tôi đéo đến nữa. Thật. Như cái vườn đéo gì nhỉ, vườn gì ở ngoài Thắng Lợi ấy, quất ông ấy làm nó cũng rất là đẹp. Nhưng tôi hôm ấy tôi quay một cái video lên tôi nói là cái vấn đề là người có tiền với cả làm nhà nước với thế nọ thế kia, đợt ý mình cũng tuổi trẻ, mình cũng bồng bột, mình không kiểm soát được cái lời nói. Hôm sau bà ấy nói là chị không thích em nói về cái vấn đề như thế, chị em ví dụ em quay một cây quất cây kia à, cây này thế này, em cứ nói là giá này tầm này thôi, em không đề cập đến cái khách hàng người mua là những ai. Đấy, đợt ý thì tôi cũng như ông thôi, cũng ngây thơ. Là ví dụ như cây quýt hay cây nọ 200 triệu thì bán cho chó, chỉ có bạn tham nhũng mới mua. Mình đợt ý mình cũng ngây thơ. Thế mình nói như thế, thế là bà ấy bảo như thế, thế là tôi bảo thế nếu không thoải mái thì thôi. Còn đầy anh em đến bây giờ nhiều anh em người ta quý mình ấy. Mà kiểu mình trưởng thành lên rồi. Đó, lời nói thì thực ra là tôi cũng không đả động đến cái vấn đề ấy. Còn người giàu thì cũng nhiều chứ không như các bạn. Còn thực tế thì như các bạn biết thì trước đây việc làm nhà nước thì như cái thế hệ mà các ông 70 ấy, sinh năm 70 ấy, trở về trước hoặc là 80 trở về trước, các bạn sẽ biết là 100 người thì 80 người vào nhà nước. Nhưng mà đến cái thế hệ của bọn tôi thì 100 người chắc là chỉ còn 20 người vào nhà nước. Đến cái thế hệ con cháu của chúng ta hoặc là các bạn 2000 bây giờ, 100 người chỉ có 2-3 người vào nhà nước thôi. Nhà nước lương thấp vào trong ý nó đang khôn như này, vào trong ý cứ 3-4 năm là nó đần nó bả lên ngu. Mấy cả cái thứ hai nữa, cái thứ ba nữa là bây giờ các cái phương tiện truyền thông rồi camera giấu rồi điện thoại thông minh với các thứ vào ăn bẩn là đi tù luôn. Cho nên cái thế hệ ngày xưa khi mà điện thoại điện thiếc nó chưa phát triển hoặc các thứ ấy, người ta vào nhà nước còn được, bây giờ mẹ công an giao thông có đâu có phải dễ mà ăn lấy được đâu. Cho nên bây giờ tôi đi đường rất ít chó vàng chó xanh ở ngoài đường. À đây không nói về vấn đề nhá. Đấy là đại ý cho các bạn như thế. Các bạn phải tin tưởng nên là sau bọn giao thông giao thiếc nó à bọn
bọn bọn táo quân nó cứ phản ánh núp nùm mấy anh hùng núp mấy thế nọ thế kia không bán ô mà rất nhiều ô đấy, kiểu tôi ngày xưa tôi cũng bảo ấy, nó mẹ bọn này bán ô hay gì mà sao lại mẹ nắm ô thế nhỉ, đỗ xuống nó có cho mình vào đâu, hóa ra nó không bán ô nhưng nó cứ che như vậy, trời không nắng không mưa nó cứ treo ô. Nhưng đến bây giờ thì các bạn sẽ biết là cái khi mà cái điện thoại thông minh nó phát triển xong rồi công nghệ nó phát triển ấy, camera nó giấu bé tí như hạt đỗ này này đấy, xong rồi máy ghi âm nó ghi tới bố bảo cũng không dám ấy, chạy hàng tỷ bạc bây giờ vào ăn được bẩn được có một hai lần để đuổi việc, cho nên các bạn phải tự tin lên. Tôi bảo rồi, những cái không phải là do táo quân nó tác động đến đâu, mà do công nghệ của chúng ta nó cao, công nghệ bây giờ nó cao. Các ông làm nhà nước cũng thế, ngày xưa thì tôi bảo rồi, cái thế hệ ví dụ từ tám năm sinh năm 1980 hất về trước ấy, cứ 100 ông thì chắc là 80 ông chui vào nhà nước. Nhưng mà đến bây giờ thì cái ví dụ như là cái thế hệ 86 của bọn tôi hất 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 lên này này, tại thế hệ 86 chắc là 100 ông thì 20 ông vào nhà nước. Bây giờ các con các cháu ví dụ sinh năm 2000 hoặc hơn 2000 ấy, và 100 ông thì chỉ có 4 5 ông vào nhà nước rồi. Nhưng lương thấp, cái thứ hai không còn ăn bẩn được nữa. Ăn bẩn bây giờ nó phương tiện truyền thông mấy các thứ công nghệ nó cao ấy, nó ghi nén các thứ nào các ông dễ. Ngày xưa thì nó khó, chẳng lẽ viết ra tờ à, viết ra bàn này thằng kia nó vừa tham nhũng hoặc nó nhận hối lộ một lúc sau nó bay hết rồi còn đâu nữa. Nhưng mà cũng không, nói chung chung là cũng không không ngăn được cái ý, nhưng mà nói chung công nghệ nó phát triển thì nó khó, mà khổ nhất là những ông nào bỏ 1 tỷ ra vừa mới chạy việc xong rồi được mấy tháng là thôi cút đấy. Còn cái vấn đề mà như tôi nói với các bạn thì các bạn nên nghĩ đến cái vấn đề các bạn gieo nhân, xong rồi tất nhiên cái quả nó sẽ đến, cái quả nó sẽ đến, nó tự khắc nó đến, gọi là nhân luật nhân quả. Nhưng đôi khi với những người khác cái trí thông minh nó chưa đủ, như con Thủy nhà tôi thì lúc nào nó cũng nghĩ đến là kinh, mấy hôm nay nó cứ mày biết tiếng Phạn không, nhớ trong cái kinh ấy bọn nó thu lên trên YouTube nó cứ cứ chửi nhờ bới xong rồi nó xách đi thế là mày cứ nhại lại theo cái ý à, mày có biết tiếng Phạn đâu. Nếu mà thích cái ý thì lên chùa lấy một bản kinh có tiếng Phạn hoặc là thuyết minh ra Việt sắp mà đọc. Mẹ cứ mở YouTube lên xong rồi kinh đéo gì toàn bọn web đéo gì nó đăng lên cứ kinh kinh này mà cái đéo gì ở trên trên mạng này toàn trên YouTube, nó cứ về nó đọc đi đọc lại. Và bây giờ tam sao thất bản nhiều, trong mày cũng chả biết tiếng Phạn gì. Nếu mà người Phạn người ta bảo ô tại sao cháu lại nói cái tiếng ấy, nó đang bảo là ơ xách đi kia 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 thì này tổ sư nó bà cứ bảo là đang niệm Phật, hóa ra là theo tiếng Phạn mà dịch ra tiếng Việt thì toàn cái bậy bạ không, đúng không? Đấy, cho nên là đôi khi là chúng ta không biết tiếng Phạn thì chúng ta phải tìm những cái nguồn nó uy tín, không thì tốt nhất là lên trên chùa xin sư vài bản. Nó đang ở dưới kia đang bật kinh đéo thì cứ mình bảo mẹ mày đã không hiểu tiếng Phạn thì cứ bật lên mày dịch ra tiếng Phạn tiếng Việt ra xem có phải là chúng nó đang rủ nhau thế nọ thế kia không, hay là cứ cứ bậy bạ không. Cũng đã không hiểu gì phải tìm cái nguồn hoặc là thế nọ thế kia, tức là nghe cái ý xong rồi các cụ nhà mình ấy, như bà già tôi bây giờ cứ niệm Phật mới cả ấy. Bảo bây giờ mà mình mà giả sử nhá, giả sử như bây giờ tôi có sức ảnh hưởng, ông nào cũng xem YouTube hay là thế nọ thế kia xong cứ nhắc đến mình, bố chả đuổi. Nhiều ông đấy, ngày xưa mình cái kênh Facebook kia kìa, cứ lần nào cũng thế này, anh ơi anh cho em theo với, anh ơi nhắc tên em trong live đi, nó nhắc nó đéo gì mày, mẹ hôm nay thì mình nổi thì các ông ấy cứ nhắc tên em trong live đi, mấy anh ơi nhắc tên em đi, mẹ ngày mai mà mình bị bắt hay là bị bớ hay là bị tai nạn hay là bị như kiểu thằng đéo gì ở trên beat thì nó lại chửi lại ngay, chết cha mày đi thằng giang hồ mõm, chết cụ mày đi. Đây, nói chung là tôi không phải là tôi theo ấy nhá, nhưng bản thân các ông cứ niệm Phật A Mô A Miếc các thứ, bản thân mình như này, bản thân nếu mà ông nào cứ nhắc tôi mẹ Đức Phật trên kia hắt hơi sổ mũi suốt ngày. Nhưng mà cái ý thì các nhà chùa người ta sẽ giải thích như này này, đấy là cái từng bậc mà người ta giúp cho những cái bà già với các thứ ấy, là người ta khó tiếp cận đến các cái vấn đề ngồi thiền này, xong rồi đi từ thiện này, xong rồi các thứ, thì người ta bảo các bà các cụ dành cho các người già thôi, thường là cho các cụ già, gọi là cái gọi là cái pháp môn, gọi là pháp môn niệm Phật. Niệm Phật là tức là nhắc đến Phật, tưởng niệm tức là nhớ đấy, nhớ đến Phật, niệm bằng mồm, xong rồi nhớ đến những công nào. Nhưng mà cái phần đằng sau nhá là rất ít các cụ biết, kể cả nhà chùa cũng biết,
niệm tức là nhớ, nhớ phải nhớ cả kinh của Phật hoặc cái cuộc đời Phật đã đi qua như thế nào, trải qua những cái gì. Nhưng dần dần mình đọc nhiều hoặc mình hiểu nhiều ấy, tất cả những cái hầu như tôi kìm nén dần đấy nhá. Tất cả những cái khác là tôi kìm nén dần. Còn tôi nói chung là mình cũng không phê phán cái vấn đề niệm Phật. Nhưng mà các ông cứ cứ suốt ngày kiểu như kiểu là mình ấy, mình cứ hắt hơi sổ mũi liên tục, hóa ra là các ông toàn nhắc tên mình. Trong khi ví dụ như hành thiền này, hoặc là giúp đỡ người khác này, xong rồi kiếm tiền nó lễ độ, xong rồi môi trường, rồi các thứ linh tinh, hoặc gia đình, hoặc các thứ linh tinh, không để ý gì đâu mà. Có nhiều câu chuyện lắm, nhưng mà thôi đại ý là mình nói thế thì các ông lại theo kiểu cái vấn đề gọi là theo cái gọi là cái pháp môn niệm Phật đi. Các ông niệm Phật thì người ta lại tị. Nhưng mà tôi bảo thật là cái ví dụ như là cái vấn đề niệm, niệm nó là nhớ, thì là nó phải bao hàm bao nhiêu thứ cơ. Nhớ đến công lao của Đức Phật, nhớ đến những cái năm Đức Phật ra đời, rồi thế nọ thế kia đấy, hay làm những cái này. Nhưng bình thường là các bạn ấy đơn giản quá, là các bạn con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, xong cứ đếm chẳng hạn, hay con Nam Mô A Di Đà Phật, tôi con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Ôi à, giải thoát mà siêu thoát nó dễ như thế thì ngày nào tôi cũng ấy. Nhưng mà nói chung là cái gì cũng thế, theo cái luật nhân quả, cái gì nó càng dễ thì nó không ăn thua. Giống như nói chung là thôi không nói về cái vấn đề đạo điếc này, nhưng mà đấy là tôi cũng phải có cái ý kiến cá nhân, là nếu mà ví dụ như con cái thủy nó theo cái kinh kiếp gì cứ mấy cả, rồi cái luật hấp dẫn, rồi cái việc các thầy các chùa hoặc là các bà như bà già tôi niệm Phật, nhưng mà niệm thì nó phải gồm nhiều thứ, ví dụ nhắc tên Phật này, nhắc tên thế nọ thế kia này, xong rồi ngày ngày tưởng nhớ là cái năm ý, ngày ngày ý các thứ linh tinh này, xong rồi các hoạt động của Đức Phật như nào, Đức Phật dạy là ví dụ tứ nhiếp pháp như nào, bát chánh đạo là ra sao, xong rồi các thứ. Nhưng bình thường là các cụ chỉ có con Nam Mô A Di Đà Phật là rất nhanh, hỏi bát chánh đạo là gì khéo không biết, tứ diệu đế là gì, khổ tập diệt đạo là gì là không biết. Còn những cái vấn đề khác thì thực ra là nó còn nhiều cái lắm. Còn hôm nay thì thôi nói cho các bạn như thế. Và còn cái gì nhỉ? Thôi được rồi. Nê Hoàn gì? Thôi để bây giờ để tôi đọc cái bình luận nhá. Theo các bạn thì là đọc trên hay đọc dưới trước nhỉ? Đọc từ trên hay đọc từ dưới trước nhỉ? Đấy, nó bảo chú Đại Bi đây. Chú Đại Bi mẹ bây giờ. Nó bảo chú Đại Bi nhưng mà có biết tiếng Phạn mẹ đâu. Có biết dịch ra tiếng Phạn hay có đúng hay không đâu. Mẹ bây giờ toàn cái đéo gì ấy, nó vừa mới bình luận bằng cái link TikTok mà 20 mấy nghìn người theo dõi này. Nó bảo đấy là chú Đại Bi. Bản thân nếu mà thích nghe chú Đạo Bi hoặc thích lên trên kia thì ở trên chùa thì nó chính xác nhất. Mở kênh YouTube xong rồi cứ xong rồi toàn hướng tới cái quả thôi. Làm nhân thì không gây nhân. Muốn giải thoát hoặc là muốn gì gì ấy, thì thanh niên chúng ta thì phải hướng tới cái việc là ví dụ như là giải thoát hay là nhiều tiền hay là thế nọ thế kia, thì chúng ta phải đọc theo là cái các cái ý. Còn đơn giản nữa thôi được rồi, tôi sẽ nói về cái vấn đề này này. Cái vấn đề này là thanh niên mới cả các bạn làm nội dung nó dễ này. Cái ý là trong kinh tế hoặc trong làm người hoặc trong cái việc lãnh đạo hoặc như tôi đang phát nai cho các ông như này này, thì thực ra ở cái bài này thì tôi cũng nói đến 3 lần 4 lần rồi cái vấn đề gọi là cách thu phục người khác. Ngày xưa thì các bạn cũng sẽ không đặt cái vấn đề là tại sao mà Lương Sơn Bạc thì có cái ông đéo gì nhỉ, Tống Giang à? Tống Giang này rồi cái đéo gì, cái Nghĩa nhỉ? Cái gì ông ấy là kiểu huynh trưởng của Lâm Sung ấy nhỉ? Xong rồi về sau bị mũi cơ tên nó bắn vào đâu ấy, xong rồi chết này. Thì là các bạn cũng là tại sao mà sao hội võ của ông gì nhỉ? Tí nữa tôi sẽ nói về vấn đề các cái vấn đề về nông nghiệp. Tiểu Cái hay là ông Tiểu Cái là trước bị mũi tên chết. Xong rồi cái ông thứ hai mới là gọi là ngày xưa thì ở trong một cái bộ phim gì ấy thì có nói là Lâm Sung là thứ hai, tức là kiểu là cùng một sư phụ gì ở trên Thiếu Lâm ấy, Lỗ Chí Thâm mới là học trò cuối, xong rồi ông ấy tạ ông sư ở trên chùa ấy. Thì là cái ông kia mới là thứ hai, xong về sau là ông ấy bị đéo gì nhỉ, tôi lâu lâu rồi tôi cũng không nhớ. Nhưng đại ý là như các bạn hỏi là tại sao mà ông Tống Giang nhỉ, Tống Giang ông ấy thu phục được bao nhiêu người theo các ông ấy, thì ở trong đạo Phật người ta cũng nói bao nhiêu, nói như thế này là 2600-2700 năm rồi. Thì các bạn có thể đọc về cái vấn đề tứ nhiếp pháp, 4 cách
để thu phục nhiếp, tức là thu phục bốn cách để thu phục con người, thì là nó gồm cái đéo là bố thí, ái ngữ, nội hành, đồng sự. Đấy các bạn cứ thực hiện bốn cái theo đúng cái ý, bốn cái ý. Đôi khi các bạn không hiểu đâu mà, à mẹ cái thằng này nó chả có tài cán gì, tài cán không phải giỏi nhất, văn chương cũng chả phải giỏi nhất, trông mặt mặt nó cứ đần đần đi, mà mặt ông ấy nào, ông đéo gì nhỉ, ông ấy nào, ông gì nhỉ, mưa 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 đúng một lúc nhỉ, cập cập thời Vũ, Tống Công Minh, à, Tống Giang đấy, đen xì xì môi thì còn thâm hơn môi mình, trông như nghĩa thấp bé, mưu thì không phải cao, và trông môi thâm này, mặt cũng thâm luôn, nhưng mà ông ấy được cái ông ấy làm đúng, ông ấy làm được bốn thứ này: bố thí, ái ngữ, nội hành, đồng sự. Đấy, các bạn có thể đọc để các bạn biết là bốn cách để thu phục người khác, nhiếp để nhiếp nhiếp. Có lẽ nhiều nhà chùa người ta cũng 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 giảng cho các bạn cái phần tứ nhiếp pháp, nhưng các bạn cứ đọc xong rồi suy ngẫm áp dụng cho bản thân. Đấy, tứ nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, nội hành, đồng sự. Bố thí thì nói chung là nó sẽ liên quan đến vấn đề là cách giúp người, xong rồi các bạn lại đặt cái vấn đề là cách giúp người đúng cách nữa. Ở trong cái live stream, ở các cái live stream ở trong năm vừa rồi tôi có nói về cái vấn đề giúp người đúng cách ấy, thì cái này là cũng cũng phải nói thật ra là nghiệm từ cái bài giảng của ông Trần Việt Quân. Thì nếu mà bình thường các bạn hay thấy là gọi là hoa hậu thủy nọ thủy kia, là thủy tề thủy tiếc đéo gì ấy, nó đi từ thiện xong rồi nó cứ ăn bánh bánh mì, xong nó ăn mì tôm, xong nó bảo giúp người này người này người này, nhưng mà khổ lỗi bố thí là lấy của mình để cho, nhưng khổ lỗi các bà ấy toàn lấy tiền thiên hạ để đi cúng người khác, gọi là mượn đéo gì, mượn 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 gì để cúng cúng Phật đi, mượn hoa cúng Phật, toàn tiền của chúng sinh bỏ ra thì cả có một tổ chức gì. Ở đây là bố thí, tức là lấy của mình, của gia đình, tài vật của bản thân, gọi là bố thí cơ mà. Ê, toàn lấy tiền của chúng sinh, xong rồi nó đi chúng cúng cầu chúng sinh, xong rồi nó lại lấy một tí coi như trả công chúng nó. Ê mà các ông cứ tung hô. Còn bố thí trong đạo Phật thì nó là lấy của mình, thời gian, công sức, tiền bạc của bản thân. Nó lấy của bố mẹ đi cúng Phật thì cũng là của bố mẹ, công lao của bố mẹ, chứ không phải là của các bạn đâu. Các bạn phải lấy từ gan ruột các bạn ở trong ấy này, thì các bạn mới thấy xót. Tiền nha, tiền nó chả gắn liền với con người các bạn, nhưng mà mất tiền là các bạn đau đầu, các bạn xót xót ruột. Lấy của bố mẹ các bạn là các bạn cũng 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 hơi thấy xót rồi, nhưng mà đấy là của bố mẹ các bạn. Con xin bố mẹ thế nọ thế kia, hoặc bố mẹ cho 10 đồng mang đi cúng, hoặc là cầm tiền của bố mẹ đi cúng, là các bạn cũng công đức, là cũng về bố mẹ rồi. Đây mẹ toàn lấy tiền chúng sinh đi cúng công chúng sinh thôi. Nhưng mà cái mà bố thí thì các bạn cũng đọc thêm, nhưng mà tôi học nỏm được của ông Trần Việt Quân, ông nói về các cái vấn đề mà giúp người đúng cách ấy. Còn từ trước đến nay thì các bạn toàn cầm tiền đi đi bố thí. Cầm tiền đi bố thí thì nó có những cái mặt hạn chế, thì như như anh em cũng biết, nếu mà cái vùng này mà các bạn mang tiền đi giúp người ta thì thực ra là người ta dễ cái xâm sinh cái tâm lý ỷ lại, còn làm sao mà giúp đúng cách thì ngoài cái vật thực mang tiền mang gạo đi cúng chúng sinh, đi giúp đỡ, hoặc là cúng dường các thầy. Còn đôi khi là cúng, đôi khi là tôi cũng gặp nhiều nhiều các Phật tử, hoặc là các khách hàng, hoặc là thế nọ kia mang tiền đi cúng chùa, nhưng mà không biết đằng sau chùa là dùng tiền ấy để làm cái gì. Mấy cả cái thứ hai là dùng tiền nó có hợp lý hay không? Đấy, giúp đỡ ai hay là làm cái gì, hay là đằng sau cái tiền ấy nó có ấy hay không? À mẹ, bây giờ mà cầm tiền của mình cúng chùa, thầy lại cầm tiền đi mua mua thịt chó, là nói chung là công đức của mình cũng không được đi đến đâu, mà đồng dòng tiền của mình nó cũng không không ấy. Còn rõ ràng là cái việc ví dụ như là tôi cúng chùa, tôi cầm tiền tôi cúng chùa là mình có công đức, nhưng mà thực ra là công đức ở cái việc là tôi cầm tiền tôi cúng chùa thì kiếp sau mà cái ông sư này này, ông ấy nếu mà tu hành đắc đạo thì mình được hưởng sái, gọi là công đức. Còn nếu mà mai sau mà ông ấy, tức là tôi cầm tiền tôi cúng ông sư mà mua thịt chó, mai sau ông sư nếu mà mua thịt chó, mai sau cái kiếp này ông sư làm trụ trì, kiếp sau ông sư lại đầu thai thành con bò, thì tôi tự nhiên kiếp sau tôi là con người, ông này cứ con bò cứ chạy theo tôi mãi, người ta trả nghiệp. Các bạn cũng thế, các bạn đi cúng chùa là hy vọng cái ông sư ấy, ông ấy tu hành, ông đắc đạo, ông giải thoát, xong ông ấy thò cái tay xuống, ông ấy nợ các bạn này, người ta kéo lên.
các bạn cho đi là quý đấy, là các bạn cũng có công đấy, chứ không phải là nhiều khi là người ta giảng như thế này này, người ta giảng như thế này này, ví dụ như là tôi cho bạn tiền nhưng các bạn cầm tiền mà các bạn đi đánh nô đánh đề hoặc làm việc phạm pháp là các bạn ác, các bạn gây họa hoặc là không có phúc, nhưng các bạn gây họa, nhưng thực tế là cái tiền của các bạn cũng đổ bằng xương bằng máu, và tiền nó gắn liền với khúc ruột này, các bạn rút ra cho người ta là các bạn đã có phúc, phúc theo cái kiểu là người ta lợ các bạn, cái người mà các bạn đang đưa tiền cho ấy là người ta lợ các bạn, còn thằng kia nó cầm tiền tao vì việc gì thì làm sao mà tao biết được. Còn đôi khi nếu mà tỉnh táo hơn thì các bạn phải điều tra rõ là thế mày cầm tiền tao để mày làm cái việc gì, mày mày đánh đô đánh đề hay là mày nghiện ngập hay thế nọ thế kia. Nhưng các bạn có dám hỏi sư là sư ơi chơi đi